của chúng ta. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây đối thiết bài trình văn nghệ chúc mừng đại lễ đúc đại hồng chung của chùa Sùng Giang. Xin mời toàn thể các quý vị đại biểu, các vị quý cùng toàn thể quý Phật tử, bà con thập phương của chúng ta cùng đến với một sáng tác rất nổi tiếng, tiếng đàn ta lư, qua phần trình bày của ca sĩ Anh Thư đến từ đội văn nghệ bộ đội truyền thống biên phòng tỉnh Thanh Hóa trình bày. Xin mời quý vị đón nghe và thưởng thức. Xin được cảm ơn tiết mục tiếng đàn ta lư do các nghệ sĩ của hội bộ đội truyền thống biên phòng tỉnh Thanh Hóa trình bày và chúc mừng cho đại hội lễ của chúng ta.